Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Hay Thế Giới. Ngày hôm nay mình sẽ làm Godfrey nha. Như các bạn có thể biết thì Godfrey mỗi lần ra tay với nạn nhân đều hỏi một câu thông qua điện thoại: bạn có thích phim kinh dị hay không? Bạn thích loại phim kinh dị nào? Thì ra tên Godfrey này rất là mê phim kinh dị. Hắn đã thực hiện những hành động đã giống như trong nhân vật kinh dị vậy. Vậy liệu lúc nhỏ hắn đã như thế nào mà bây giờ lớn lên trở thành một kẻ như vậy? Sau cái mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng theo dõi quá khứ của hắn nhé! Tại một gia đình, hai vợ chồng nọ có một cậu con trai. Họ đang bắt đầu một buổi ăn buổi chiều. Và rồi người con trai nhanh chóng cố cạp và ăn thật nhanh, dường như cậu bận rộn hay chuẩn bị làm việc gì đó. Sau khi ngấu nghiến phần thức ăn của mình vào trong bụng thì cậu bé cũng xin phép ba mẹ đi qua xem tivi. Tại sao lại như vậy nhỉ? Cậu bé này lại thích xem gì trên tivi? À, thì ra cậu ấy luôn muốn xem những bộ phim kinh dị. Cậu bé say mê xem những bộ phim đầy máu me và chết chóc. Dường như cậu bé này có một sở thích thật là kỳ lạ. Về phía ba mẹ của cậu bé, sau khi dùng buổi chiều xong thì người mẹ cũng nhanh chóng dọn dẹp chén đũa. Tuy nhiên, bà ấy nhìn thấy con trai của mình vô cùng không bình thường. Bà ấy cũng đã nói với chồng: này anh ơi, anh hãy kiểm tra thằng con của mình. Dạo này em thấy nó cứ coi những cái phim chết chóc kinh dị không à. Anh hãy nói nó một tiếng đi. Người chồng cũng đã thống nhất ý kiến với vợ. Thế là người chồng, người cha này cũng tới khiêng con của mình. Này con trai, sao con lại coi những cái phim kinh khủng như thế này? Hãy lên học bài đi, nghe không? Mặc dù cậu bé rất là thích và đang coi phim hay, nhưng mà dường như người cha kia đang ép cậu bé lên trên lầu làm bài tập. Thế là cậu bé cũng đã quyết định lén lên trên lầu để tiếp tục xem bộ phim. Cậu bé cũng đã nhanh chóng chạy lên trên lầu. Dường như trong tâm trí của cậu bé này, những tên sát nhân có một điều gì đó luôn vô cùng thu hút cậu. Và rồi cậu nhanh chóng vào trong phòng, bật tiếp tivi để xem. Những bộ phim kinh dị bắt đầu thâm nhập vào trong trí óc của cậu bé. Một cảnh tượng khiến cậu bé vô cùng say mê trong bộ phim kinh dị đang coi chính là một tên sát nhân đang cố gắng dí và đuổi một người cảnh sát bị thương. Hắn cuối cùng cũng đã bắt được vị cảnh sát này và sau đó xé vị cảnh sát này ra. Vô cùng ghê rợn. Nhưng không dừng lại ở đó, những hành động của tên sát nhân kia đã làm cho cậu bé này vô cùng thích thú. Và cậu bé này muốn được trải nghiệm một lần như vậy. Tất nhiên cậu bé này vẫn biết rằng không thể nào giết được người cả. Thế là cậu bé nhanh chóng lấy một con dao găm, một con dao sắc trái cây và đi ra đường kiếm một thứ gì đó để có thể trải nghiệm cái cảm giác mà diễn viên đóng phim kia thực hiện trong phim kinh dị. Cậu bé nhanh chóng tắt tivi và sau đó không quên lấy con dao găm và rồi nhanh chóng leo ra đường cửa sổ để có thể trốn cha mẹ ra ngoài thực hiện cái cảm giác kinh khủng này. Cậu bé cũng đã trốn ra khỏi được nhà của mình và bắt đầu thực hiện giống như hành vi diễn viên phim kinh dị làm trong phim vậy. Thì đột nhiên cậu bé đã nghe tiếng chó sủa. Và rồi nhìn qua bên nhà bên cạnh, cậu bé đã thấy được một con chó. À, thì ra con chó này hay rượt đuổi mình lúc còn nhỏ. Mình đi học về là nó cứ sủa lên. Đôi lúc mình muốn ngủ giữa đêm mà nó cứ sủa không cho mình ngủ. Sẵn đây, mình sẽ thực hiện cái hành vi giống như trong phim và sau đó cắt cổ luôn con chó này để nó khỏi có thể làm phiền. Thế là cậu bé cũng nhanh chóng tiến gần chỗ con chó. Con chó thấy người lạ liền bay tới tấn công. À, mày hả? Ê này. Và rồi cậu bé đã đâm một phát ngay đầu con chó, khiến con chó chết xuống. Cậu bé cảm thấy thật là đã, thật là sảng khoái. Ta thật sự là một kẻ kinh dị giống như trong phim rồi. Không ngờ cậu bé này lại có một sở thích, là có một ý nghĩ quái đản đến như vậy. Thì đột nhiên lúc này chủ nhân trong nhà của con chó cũng lao ra ngoài và thấy được cảnh tượng này. Hả? Hookie, Hookie của bà. Trời ơi. Này cháu kia, sao cháu lại giết Hookie của bà? Hả? Cháu là ai? Sao cháu bước vào vườn của bà? Lúc này cậu bé vô cùng sợ hãi và nói với người đàn bà này:
Dạ, dạ, cháu xin lỗi bà, cháu không cố ý. Cậu bé lắp bắp nói như vậy bởi vì không dám nói ra cái suy nghĩ, cái sở thích quái đản của mình cho người khác biết. Tuy nhiên người đàn bà này vô cùng nóng giận, bà ấy vô cùng bực tức, đặc biệt hơn cậu bé vào mà không xin phép, đã vậy còn giết luôn con chó của bà ấy. Bà ấy nói với cậu bé, cháu là con của ai? Cháu vô lễ phép quá, cháu còn giết con thú cưng của ta nữa, ta phải gọi cảnh sát tới đây để làm việc với cháu. Lúc này cậu bé vô cùng bối rối, vô cùng sợ hãi, thế là cậu bé đã quyết định dùng con dao này để hạ gục người đàn bà kia, không cho bà ấy đi báo cảnh sát. Cậu bé đã đâm bà nhiều nhát, khiến cho bà ta chết tại chỗ. Cậu bé vô cùng sợ hãi và sau đó cất con dao đi, nhanh chóng trốn khỏi khu vực này. Cậu bé quay trở về và núp luôn trong phòng. 2 tiếng sau thì đột nhiên có một cảnh sát vào nhà của cậu bé. Không hiểu cảnh sát này vào đây để làm gì. Cảnh sát cũng nhanh chóng vào và bấm chuông cửa nhà cậu. Và điều này vô tình đã để cậu bé thấy khi cậu bé đang đi nhà vệ sinh. Cậu bé vô cùng lo sợ và nhanh chóng đi xuống lầu xem thử cảnh sát có phải đã phát hiện được mình hay không. Cậu bé nghĩ chẳng lẽ nào cảnh sát đã phát hiện được mình giết cái bà hàng xóm hay sao? Trời ơi, sợ quá! Thì trong lúc này, dường như mẹ và ba của cậu bé đang nói chuyện với cảnh sát, cậu bé đã nghe được những lời họ nói chuyện với nhau. Hiện tại chúng tôi đã phát hiện được nó. Nó đã từng tấn công con chó nhà hàng xóm và rồi tấn công luôn người chủ. Và bây giờ nó đang mon men tới nhà của anh chị. Chắc chắn nó đang ở trong nhà của anh chị. Ồ, vậy hả? Thật là nguy hiểm quá. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm và bắt được nó, sau đó trói nó lại đem dao nộp cho anh. Anh hãy chờ chúng tôi một chút nhé. Ồ, cảm ơn anh chị. Thật là quý hóa quá. Anh chị nhớ bắt và trói nó kỹ càng nha, đừng để nó chạy thoát nữa. Thôi, tôi có công chuyện một chút, tí nữa khoảng 1 tiếng tôi quay lại, tôi sẽ chở nó lên đồn. Và rồi vị cảnh sát này nhanh chóng quay đi. Tại sao ba mẹ lại hứa với ông cảnh sát đó là sẽ bắt mình, trói lại và nhốt cho cảnh sát? Chẳng lẽ ông cảnh sát đã phát hiện mình giết con chó nhà hàng xóm và giết luôn bà chủ hay sao? Trời ơi, chẳng lẽ ba mẹ lại thông đồng với lại ông cảnh sát đó bắt mình hay sao? Trời ơi, mình sợ quá. Mình phải lấy con dao ra và phòng thủ mới được. Mình phải núp trong đây. Sợ quá. Thôi, anh sẽ đi kiếm một cọng dây thần, tí nữa bắt được nó anh sẽ trói lại. Dạ, còn em sẽ pha một cốc sữa cho nó uống, nó sẽ ngủ, chúng ta dễ bắt nó hơn. Thế là người cha cũng đi lấy dây thần, còn người mẹ thì đi pha sữa. Tất cả lời nói của 2 vợ chồng này, đứa con đều nghe hết cả. Sau khi người mẹ đã pha xong bình sữa chứa đầy thuốc mê, thì người mẹ cũng nhanh chóng lên kêu đứa con trai. Ủa sao kỳ lạ vậy? Bà ấy muốn đánh thuốc mê con trai của mình thì bà ấy phải đem bình sữa lên cho cậu ấy uống chứ. Nhưng mà câu chuyện này thật kỳ lạ, tí nữa chúng ta sẽ biết toàn bộ nguyên nhân. Người mẹ nhanh chóng vào phòng của con trai. Này, con ơi, con đâu rồi? Cậu bé đã núp sau cánh cửa. Khi mẹ bước vào, cậu bé vô cùng lo lắng. Tại sao ba mẹ muốn giết mình chứ? Người mẹ thì cứ kêu con trai, nhưng mà cậu bé núp lù lù ở đằng sau. Không được, mình phải bảo vệ chính bản thân của mình, không để ông bà giao cho mình cảnh sát, mình đã giết người rồi. Trong một phút không bình tĩnh, cậu bé đã nhanh chóng lao tới và đâm mẹ mình một dao. Mẹ của cậu bé chảy máu và chết tại chỗ. Một tiếng hét vô cùng kinh hoàng. Lúc này ba của cậu bé nhanh chóng leo lên lầu. Cậu bé trốn qua một góc. Hả? Em ơi, có chuyện gì vậy? Người cha vừa mở cửa phòng, thấy người mẹ đã chết tại chỗ. Hả? Trong lúc này, đứa con trai sau lưng liền chạy tới tấn công cha của mình luôn. Cậu ấy đã chém ông ấy một phát. Ông ấy cố gắng đứng dậy, cậu ấy liên tục đâm sau lưng. Và rồi ông ấy quay qua nhìn thấy con trai của mình giết chết chính mình.
Hai mạng người đã bị cậu bé này giết chết chính là cha mẹ của mình. Nhưng mà cậu bé tự an ủi của mình, nếu mà họ không chết thì họ sẽ đem mình tới cảnh sát. Chắc chắn cảnh sát sẽ xử mình tội chung thân hoặc là xử bắn mình. Mình cũng chết thôi. Cậu bé nhanh chóng di chuyển xuống dưới lầu để có thể lấy đồ dọn tàn cuộc ngày hôm nay mới được. Làm như mọi chuyện sẽ bình thường và không có gì cả. Tuy nhiên khi cậu bé vừa bước xuống. Hả? Trời ơi! Hả? Một con chó sói! Một con chó sói đã bị trói lại! Ba của mình đã dùng dây thần để trói nó. Còn mẹ của mình đã dùng sữa để dụ nó cho nó uống thuốc mê. Trời ơi! Thì ra cảnh sát tới đây là muốn bắt con chó sói. Mình đã chính tay giết oan ba mẹ của mình rồi. Trời ơi! Trời ơi! Trong lúc này thì vị cảnh sát cũng đã như lời hứa quay lại sau một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên vị cảnh sát này không hề biết rằng cậu bé đã giết chết ba mẹ của mình. Còn vị cảnh sát tới chỉ vì con chó sói mà thôi. Còn câu chuyện cậu bé giết người vẫn chưa được ai biết cả. Cảnh sát nhanh chóng bấm chuông. Nghe được tiếng chuông, cậu bé vô cùng giật mình, nhanh chóng rút cây dao ra. Trời ơi, cảnh sát hứa một tiếng nữa đã tới rồi. Trời ơi. Thế là cậu bé cũng nhanh chóng núp tại một góc tường và rồi chờ cảnh sát đi. Ở phía ngoài, vị cảnh sát này chờ rất lâu nhưng chẳng thấy ai mở cửa cả. Thế là vị cảnh sát cũng tự ý đẩy cửa vào bên trong. Khi vào bên trong, trời ơi, mùi máu người nồng nặc. Nhưng mà cảnh sát không hề để ý cậu bé đang núp sau lưng của mình. Vị cảnh sát đã tiến gần cái mùi máu người đó để có thể điều tra. Và một điều kinh khủng khi vị cảnh sát mở cửa ra. Trời ơi, hai mẹ người, hai vợ chồng này đã bị chết. Ai, ai là kẻ giết? Vị cảnh sát nhanh chóng rút điện thoại ra để có thể báo cho cấp trên nhanh chóng điều người xuống điều tra. Cậu bé một lần nữa đã nghe thấy những tiếng nói của cảnh sát rằng sẽ cho người tới điều tra căn nhà này, sợ phát hiện ra chính mình, dấu vân tay mình còn chưa xóa nữa, vết máu. Thế là cậu bé này nhanh chóng chạy tới và đâm chết vị cảnh sát. Người thứ ba đã bị cậu bé này giết. Cậu bé vô cùng sợ hãi và thất thần, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để rửa đi vết máu. Vết máu đã dính đầy mặt và cơ thể của cậu bé. Cậu bé vô cùng sợ hãi. Thế là cậu bé cũng nhanh chóng rửa ráy tay chân. Cậu bé hy vọng không có ai sẽ phát hiện được mình cả. Trong lúc này cậu bé chợt suy nghĩ ra một cách. Tại sao mình không hóa trang đi? Mình giấu khuôn mặt thật của mình. Lúc đó không ai biết mình cả. Lúc đó chẳng ai có thể điều tra ra mình. Sau khi đã trang điểm và ẩn nấp xong thì cậu bé đã trở thành một hình dạng. Cậu ấy đã đeo một cái khuôn mặt vô cùng nhìn rất là dị và rồi rất là kinh khủng và phủ lên một chiếc áo choàng đen. Bây giờ cậu bé thật sự đã trở thành một kẻ vô cùng bí mật. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, cậu bé cảm thấy những hành động của mình đã khiến cho rất là kích thích. Thế là cậu bé đã nghĩ tại sao mình không tiếp tục làm như vậy. Mỗi lần làm như vậy đúng rất là sợ nhưng mà rất là thích. Thế là cậu bé tiếp tục ra tay với những nạn nhân khác. Cụ thể một trong số vụ án cậu bé gây ra sau đó là với bà hàng xóm. Sau khi bà hàng xóm có ý định muốn vào nhà cậu bé, bà ấy cũng đã nhận được một cuộc điện thoại với cái giọng vô cùng kỳ lạ. Này bà ơi, bà có thích xem phim kinh dị hay không? Bộ phim nào bà thích dài? Thì bà già này cảm thấy vô cùng sợ hãi và không trả lời, liền tắt điện thoại. Lập tức đã có một kẻ từ trong nhà bà ấy nhanh chóng tiến ra sau lưng và đâm bà ấy chết. Không ai khác chính là cậu bé đã đeo mặt nạ ma này. Từ đó cậu bé đã đặt biệt danh cho mình là Godfrey. Và rồi những hình ảnh của cậu bé với khuôn mặt kinh tởm này loan truyền trên mạng. Từ đó nhiều người đã chết hơn. Và rồi cậu bé đã trở thành một hiện tượng vô cùng ma quái. Từ đó cậu bé lớn dần, mang theo cái mặt nạ này trở thành một tên sát thủ vô cùng lợi hại. Rồi có lẽ như video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.